Trên kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mẹ ơi, mẹ biết đấy. Còn bây giờ tôi mò làm đéo tôi có hoa quả đâu anh xin nhỉ. Thế thì đừng ngăn kháng, đừng nói hoa quả nữa. Cái này đéo có sống luôn. Cái này? Cái này đéo có sống. Lạc rồi cái gì? Cái là không có dịch vụ. Nó bắt được một vạch kia. Đâu bắt được hai vạch đây nè. Không bắt được hai vạch. Em vẫn là bình thường. Giao tù nữa. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
chọn lựa vĩnh hằng. Trên có tiền lấy không? Đấy. Có tiền lấy không? Lấy. Có tiền lấy không? Có ạ. Bao nhiêu? 45.000. Đưa ra 10.000 này. Đấy mẹ. Một cái ăn. Đói. Bữa sáng đéo ăn cứ nhỏ em bụng. Trên mua luôn không? Đi mua cho. Ok. Bao nhiêu một cái giày? Đi mua. Hơi đói đói. Cái này nhói bụng rồi này. Sơn chịu quen rồi. Mấy hôm trước làm thằng nó đã ăn ở nhà. Cái này cứ nghe nó bảo là không ăn sáng, bữa sáng tốt nhất cái gì đấy. Mày cứ thấy nhói bụng này là phải ăn. Ăn đây rồi. Nhưng mà sao mày biết tao giấu ở đâu nhỉ? À để trên chỗ ấy hôm qua. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Chứ anh có tiền lấy không? Lấy. Có tiền lấy không? Lấy. Có tiền lấy không? Có à. Bao nhiêu? 45.000. Đưa đó 10.000 này. Đến đây. Một cái ăn. Đói. Mày sẽ ăn đấy, đéo ăn. Cứ nhỏ 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 em bụng. Dân mua được không? Đi mua cho. Bao nhiêu một cái giày? Đi mua hơi đầy đói. Cái này nhói nhói bụng rồi này. Xin chịu quen rồi. Mấy hôm trước con thằng nó đã ăn ở nhà. Cứ nghe nó bảo là không ăn sáng, bữa sáng tốt nhất cái gì đấy. Nó cứ thấy nhói nhói bụng này. Thế là phải đi ăn. Ăn đầy đủ. Ở đây sao mà biết tao giấu ở đâu nhỉ? À, để trên chỗ ấy hôm qua. Xin chào tất cả các bạn.